chỉ có anh Hiếu lái thì nó mới tại vì sống ngoài trước này nó rất là dữ đó, thấy chưa chưa. Cái này mình phải lái nhanh mới được á. Trời 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 là bắt đầu tại cái giọng anh cục. Anh cục ở bụng á. Nên ôi ôi ôi. Cá chốt nhiều cốt rồi. Cá chốt cậu à, con cá chốt bằng con cá lăng. Đổ đây đi nha. Ôi gửi về là 3 triệu đồng. Chị thì dự định là hỗ trợ để mua một cái bình thơ để hỗ trợ cho anh Hiếu lặn. Thì theo chia sẻ bàn bạc của anh em thì anh Hiếu có thể nói với mọi người biết không anh Hiếu? Thì cũng dự định mua cái bình thơ mà giờ bữa anh em đi lặn nó chìm xuống máy hư rồi, giờ mình mua được cái máy mới đặt xuống tới thầm 1.7 triệu, còn 1.3 triệu thì mua cái bình cũ 1 triệu. Bây giờ mình sẽ qua bên đó tại sáng đi qua đó cũng tiện anh em tìm mua. Đây là cái bến đò này thì ở những cái video clip trước Bùi Hồ có giới thiệu á, là bên qua bên kia là huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Hai anh em qua đó thì quẹo xuống khoảng một tí là sẽ đến cái nơi mà mua một cái máy. Lý do là hôm trước là chìm xuồng rồi cái máy nó bị lật úp xuống luôn. Rồi thứ hai nữa là cái máy nó cũng đã cũ rồi. Thì anh Hiếu chia sẻ mua cái máy tầm khoảng 1.6 triệu anh hả? Tầm khoảng 1.6 triệu 7 thì còn lại thì anh sẽ mới hỏi sang được một cái bình hơi của người kế bên hàng xóm với số tiền là 1 triệu đồng. Thì Bùi Hồ cùng với anh Hiếu cũng như là cảm ơn chị bé ở Việt Kiều Úc rất là nhiều nha. Thì bây giờ bắt đầu cuộc hành trình anh em đến cái cửa hàng để mà mua máy hay cô bác bên chị. Anh Hiếu ơi lấy tiền luôn đi anh nè, em gửi cho anh, anh đếm lại giùm em, gửi cho anh 3 triệu, anh đếm lại giùm em. Này là cô bé ở, chị bé ở Việt Kiều Úc nha. Cũng cảm ơn cô bé luôn để giúp đỡ phần nào tiền để mua máy móc rồi anh em đi lặn. Dạ. Bây giờ sẽ mua ở đây. Cho con lên được không bác? Được. Con quay nha. Con được. Quay được không? Quay gì đâu, quay gì có gì đâu. Quay anh Hiếu đi mua rồi. Ô cái máy nhìn đã quá nè. Máy này máy Nhật hết hả anh Hiếu? Trung Quốc. Trung Quốc hả? Nhật khó, Trung Quốc khó, túi tiền mình đâu có mua Nhật nổi đâu. Mua Trung Quốc xài. Dạ. Yeah. Máy này nhiêu rồi người? Dạ 1.6 triệu. Có gì? Nè. Cái máy này 1.6 triệu. Cái máy hôm trước bị hư rồi. Máy kia rẻ hơn máy này hay gì? Cũng bị gan gì. Dạ. Yeah. Hả? Mấy trước cũng mua ở đây mà giờ nó bị cũ rồi, dưới chìm xuồng bữa đó hư bị lột dên luôn. Sửa hết được hả? Để lấy cái này. Ờ khỏi cần trả giá, có bớt gì không em? Dạ cái đó thôi chủ em chưa biết. Ờ em hỏi. Rồi đem xuống đi. Này là 1.6 triệu. 6.5 triệu Trung Quốc. Đó chị anh có coi chưa? Anh lựa được cái máy 1.6 triệu hay gì đó chị chủ. À rồi. Có bớt không? Giá đặc biệt cho em đó luôn á, biết sao không? Tại vì 55 là 45 hơi thì còn đổ xăng vớt vô. Rồi mình thử máy rồi ok rồi mình mới giao hàng. Dạ. Rồi xăng vớt 50 ngàn nữa rồi là có giống như là phần đó bớt cho anh rồi đó. Lấy máy đó luôn thì anh Hiếu. Dạ. Rồi. Rồi em cảm ơn chị nha. Dạ.
máy bành trai với mình triệu lớn vậy mà 1.6 triệu. Máy Nhật cơ bút vô máy 5 triệu. Dạ. Yeah. Máy Nhật nó khác với máy Trung Quốc chỗ nào anh hiểu? Chạy bên hơn, bây giờ cũng giống như bên hơn, bên xe Nhật thì nó quất. Như kia xài 5-10 năm, này xài chừng năm. Mà nó ăn ăn xăng hơn không? Thì cái Trung Quốc thì lúc nào nó cũng hơn xe máy Nhật chứ. Cái máy kia anh xài được bao nhiêu năm rồi? 2 năm rồi. Máy kia mua ở đây, được mua ở đây về bến xài cũng 2 năm. Không lấy cái kia. Đáng lý ra là cái máy này khoảng 1.650.000, tại vì bơm nhớt với lại châm xăng vô nữa thì khoảng 50.000. Là chỉ không tính cái phần đó, là tính chỉ 1.6 triệu thôi. Nhớt đó mình bao lâu mình thay một lần ta? Xài mình thấy nó lâu nó đen, mình thăm thấy nó đen. Dạ, giống như xe của mình. Đủ chưa? Đủ chưa? Thay nhớt thường thì nó tốt hơn. Dạ. Okay, máy. À, anh Hiếu thật sự tài ba thiệt đó cô bác quý anh chị. Anh lên đó anh lái thay cho chủ đò bán vé số luôn rồi. Biết lái vô lăng luôn hả? À, cô bác quý anh chị thì sau một thời gian hai anh em đi qua huyện Phú Tân mua thì anh Hiếu đã có được một cái chiếc máy mới ngon lành như thế này. Ôi ơi, nhìn sao mới nó đẹp đẽ còn cũ nó tồi tàn quá anh Hiếu. Cái máy này là hôm trước đi mà bị chìm xuồng á, rồi nó lúc trước thì nó đã có bệnh rồi phải không anh? Nó bị hư làm máy lận lặn và nó yếu xìu. Dạ, máy này nhìn thấy quá cũ kỹ. Này anh mua lại hay là lúc trước mình mua lại hay là của bà mua mới gì luôn? Dạ hả? Mua tiệm này luôn. Dạ. Tại xài mấy năm rồi nó mới hư dùng Trung Quốc. Thôi tuổi thọ nó 2-3 năm thì cũng được rồi. Ừ. Cái máy này là nó anh nói nó bị gì siết bạc gì? Siết bạc. Siết bạc ha. Còn cái bình hơi đâu anh? Anh Hiếu thì đã lấy cái bình hơi vào ngày chiều ngày hôm qua của một cái người gần đây. Gần đây không anh Hiếu? Là lý do là nhận được tiền thì anh Hiếu hôm qua đã lại nhà một người gần ở đây mua một cái bình hơi cũ lại. Nhưng mà anh theo anh chia sẻ thì nó vẫn còn mới. Này mua mới là 2.5 triệu hả? Cái này mấy ký anh? Cái này là bình hơi, nếu như mà máy mình nó tắt thì mình lội được bao nhiêu lần? Là lặn được bao nhiêu phút? Anh Hiếu, nếu như mà cái máy mình nó tắt thì nó chứa mình lặn được bao nhiêu phút? Khoảng 20 phút, này cũng nguyên cam lê à. Này chạy trên bờ, giờ mình xuống sông mình không cần cái này. Không cần công này? Tại mình chạy máy đó qua. Ồ, vậy là mình bỏ cái cục này ra. Này để nữa có sơn hay làm nhà ta sơn cái mình bắt vô mình sơn. Dạ. Để ôi. Này anh lấy hơn 1 triệu qua luôn hả? Em quá trời ơi. Vậy cái cục này mình để lại. Ừ. Đem lại đi. Sao em lấy này nó vẫn còn mới anh Hiếu? Thì mới đó, bởi người ta thương thấy công nghiệp á, vừa bán vừa cho chứ dễ gì. Đã, lát nữa mình gắn mình đi lặn thử luôn nha. Lặn liền luôn á. Cũng có được cái máy mới như thế này. Thì với lại cái bình hơi như thế này là cũng nhờ tấm lòng của chị bé Việt Kiều Úc. Thì em thay mặt anh Hiếu rất cảm ơn tấm lòng của chị đã ủng hộ anh Hiếu trong cái thời gian sắp tới để mà anh có thể lặn ở dưới nước cho nó an toàn hơn và nó thơ hơi nó lâu hơn. Tại vì đôi khi thì gặp những cái trường hợp mà máy nó tắt bất chợt thì ở trên ấy anh phải lên mặt nước liền và nó mệt anh Hiếu hả? Mệt lắm. Phải có bình hơi như chữ này là lặn rất là khỏe. Dạ. Yeah. Đây là ngôi nhà của anh Hiếu với lại vợ của mình đang sinh sống với lại một đứa bé kia là cháu của anh Hiếu.
Thì anh với chị thì ở trong cái ngôi nhà này là anh chia sẻ thì anh mua lại từ người ta anh Hiếu à? Mua lại nhiêu tiền? 35 triệu với sữa này kia chạy cũng 50 triệu. Ồ. Là kể cả cái nền luôn ha. Nền đất luôn nha. Ồ. Em thấy nhà ton không, nó nắng dữ không anh? Nóng dữ không? Nóng thấp quá thấp, mặn có tiền nâng lên cao lên chút. Ừ. Nâng lên chắc cũng vài triệu chứ gì hả? Đúng, tầm 4 triệu 5 triệu mua sắt á mình về cắt tự chế. Dạ. Ở bây giờ thì anh Hiếu đó có dụng cụ mới đầy đủ sẵn sàng. Ừ, hôm trước thì cũng may cũng xui nhưng mà cũng còn may nữa là chìm cái máy thì cũng có được cái số tiền của cô bé mua được cái máy mới luôn. À, bây giờ lát nữa mình đem xuống xuồng ha. Rồi. Quý anh chị cũng như mọi lần trên cái con đường quen thuộc này nhưng mà lần này nó khác hơn. Thì ông cậu ông đang xách một cái bình hơi mà anh Hiếu mới vừa chia lại của một người bạn ngày hôm qua. Với lại ở đằng trước thì có anh Hiếu, anh đang quẩy một cái anh đang vác một cái máy mới mua ở bên huyện Phú Tân. Bữa nay vui không anh Hiếu? Cũng như mọi lần đi mò cá trước thì cũng trên cái chiếc xuồng này, nhưng mà lần này thì nó sẽ khác hơn là có bình hơi mới nè, có máy mới nè. Tại vì hôm trước thì có một lần, một clip trước thì Bùi Hồ quay về chìm xuồng á, thì máy nó bị hư, rồi các dụng cụ như là cái gọng nó cũng bị mất luôn, ngay cả cái này nè. Có nhiều bạn nói là xem ở trong video clip trước đó là nói Bùi Hồ dàn dựng cảnh rồi, nhưng mà không ai dựng cảnh để mà lội mệt như vậy, với lại mất hết tất cả các đồ và hư kể cả luôn cái máy của mình. Cũng như mọi khi thì bữa nay thì anh Hiếu bắt cái ống dây hơi của mình đó vô cái bình hơi này anh Hiếu ha. Có này thì nó an toàn rồi đó. Dạ. Cái bình hơi này nè, rồi cái máy là mới luôn á. À, hôm nay mấy anh em đi vui vẻ. À, hôm nay thì có anh Hiếu là nè, rồi cậu Út nè, rồi đằng sau là Trung nè. Đó. Cùng nhau đi ra ngoài sông Vàm Nao bắt cá. Ồ ngon lành quá. Đang chuyển mưa. Gió nữa anh Hiếu. Gió lo nữa, có thể lội nữa. Lo không? Lo không anh? Thôi nữa an toàn thôi nhé. Ra ngoài kia nếu như mình có gió nhiều quá thì cái tình hình ở ngoài kia là sóng rất là lớn, sợ lặp lại cái tình hình cũ đi 5 người như thế này. Thì thôi bây giờ 3 người sẽ lên đi bộ lội lại đằng kia. Em với anh Hiếu sẽ đi xuồng nha anh Hiếu nha. Ba người đó là bộ lên kia. Gió quá trời gió nên thành thử ra là hai anh em đi thôi. Cái clip này sẵn thực hiện cho cô chị bé xem luôn. Gió quá luôn. Chỉ có anh Hiếu lái thì nó mới. Tại vì sống ngoài trước này nó rất là dữ đó. Thấy chưa chưa? Mình phải lái nhanh mới được anh Hiếu. Trời 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 trời. Ở đây là cái cây nước hôm trước mà mình có quay một cái clip đó. Thì hôm nay tiếp tục. Hai anh em ở đây. Bữa nay mất cái chỗ ngồi. Số bạn xem không hiểu thì nói ở dưới này mình cột sẵn đặt lớ, đặt cái 12 cửa ngục ở dưới sẵn, có cá sẵn ở dưới rồi mình nhốt ở dưới rồi đem lên. Nhưng mà thật ra thì nước ở đây là nó sâu bao nhiêu mét anh Hiếu? 700 mét. 700 mét hả? Ví dụ như mà cá mà nhờ, có khi nào ta nói cái khi nào anh em mình nhốt ở dưới sẵn không? Gọng ở dưới sẵn á.
người ta không biết, ta nghĩ mình đâu thị trường rộng sẵn dưới giống cuộc đâu có đâu, này mình bắt thực tế. Dạ. Cái loại cá mà anh Hiếu mà mò bắt tay cá chốt là loại cá lớn đó. Thì ở trên thị trường cũng không có bán anh Hiếu hả? Không, ít lắm, ít ai bắt được cá đó. Dạ. Thôi. Nên gì anh Hiếu? Nhiều hơi quá phải không? Nói đi, thật với mọi người, cô bác quý anh chị chưa xem clip nào trước của Mười Hồ thì ở đây là không có cá nha. Ở đây thì cái khoang này là khoang đục nên có nước nhưng mà vẫn không có cá. Ở đây cũng vậy. Thì bây giờ cái gọng ở đằng kia mình mới đem cho anh Hiếu là một cái gọng mới luôn. Bây giờ anh Hiếu sẽ bắt đầu đeo vào. Không tin hả? Nếu bây giờ lặn xuống nha. Cái trụ này là một cái điểm tựa, tại ở dưới cây trụ này nó có nhiều cái vòng vòng ở đây thì có nhiều cá. Hôm nay thì có được một cái bình hơi này nên anh Hiếu sẽ an toàn hơn khi lặn. Có nghĩa là ngay cây trụ này không hay là nhiều chỗ không? Rồi trong này vòng vòng nè, còn dài dài đó. Góp tiền nha, coi là góp tiền nha. Như cậu là lặn xuống đường là được mấy tiếng cậu? Quen lặn đâu được. Lặn xuống 3 mét nước được không? Nhất hả? Đi tới đâu rồi? Đây hả? Anh Hiếu anh chia sẻ rằng là ảnh đã đi ở dưới nước giống như là đi trên bờ. Mệt quá, nhằm khi dụt con cá bự quá là ảnh anh rồi chưa ok. Mệt quá thì anh Hiếu sẽ nằm ngồi ở dưới ngủ luôn dưới cung đường nữa. Cái cọng dây ở đằng đó mọi người có thấy không? Cọng dây đằng đó nó bị lủng rồi. Ở anh đâu ta? Đâu? Đây nè, đây nè. Anh đây nè. Thì mọi người nói là anh Hiếu chỉ đu cái trụ này cột lại thôi, nhưng mà nè, thấy nè, cái chỗ này nè, anh Hiếu lặn ra tới ngoài đó rồi đó, thấy không? Đây, anh đang ở đây. Đây nè mọi người. Đó, ta thấy kìa, Hiếu ở đây, tới đây kìa. Vô trong luôn hả cốt? Ôi, vô trong, ở trong đó luôn rồi đó. Tại vì lặn bắt cá này thì chỉ nước kém thì lặn bắt mới được nhiều cá, tại vì cá lúc đó thì nó không có đi ăn và bắt ở những nơi mà gọi người ta gọi là có cái ụ cá. Ụ cá thì ở dưới đó thì theo chia sẻ của anh Hiếu thì có nhiều cái gốc cây hay là những cái bãi bồi hay là những cái nơi mà nó có thể trú ngụ được thì ở đó sẽ bắt nhiều cá hơn. Mọi người có hỏi là tại sao không bắt bằng chài lưới thì anh Hiếu chia sẻ rằng là khi mà bắt bằng chài lưới thì cá này nó ở dưới rất là sâu, mà giữa sông thì không thể bắt được nhiều. Cái nó không ở đâu? Mày ngoài đó đó hả? Dạ. Ừ, để cho mọi người ta biết là mình không có dằn dựng. Ngoài kia điện không ông ai? Ở xa chứ hả? Ờ. Ghê vậy. Có ai mà biết bắt cá giống anh Hiếu thì cô bác của anh chị chỉ Bùi Hồ, Bùi Hồ sẽ tìm đến tận nơi. Anh ngủ dưới vậy?
Ở dưới có sống không? Mấy đứa nhỏ nó hỏi anh ngủ ở dưới gì à? Nhiều không anh yêu? Có tôm không anh? Nãy giờ đợi ở trên này cũng khoảng 15-20 phút. Mấy nhỏ nó nói làm gì lâu vậy? Cái này là bắt lại tại cái giọng anh cục. Anh cục ở bụng á. Nên Ôi cá chốt nhiều, cá chốt nhiều cốt ơi. Cá chốt không à, con cá chốt bằng con cá lăng. Đổ đây đi nha. Ôi quá nhiều. Quá nhiều luôn mọi người. Chắc là chết đỉnh mẹ. Rồi quá nhiều luôn. Chết có dầu rồi sao ta? Mình có bỏ cái gọng vô đó không dầu nữa. Anh lấy gọng ra điếu. Ôi có con cá chốt bằng con cá lăng luôn á. Tắt nướng nó vô. Con cá chốt này nhiều quá nè, bự quá nè. Được cái gì không? Trời ơi. Cá chốt này mà con mọi người không tin đây là con cá chốt đâu. Ôi ôi, khủng, cá chốt khủng. Nè. Ồ, quá bự luôn á mọi người. Cá này thì mỗi người ăn một con được rồi. Cảm ơn chị Bé rất là nhiều nha. Rồi bữa nay mò dính cá chốt khủng. Bây giờ đi đâu anh? Theo chia sẻ của anh Hiếu thì ở đây thì hôm nay cá cũng ít. Tại vì lội cũng lặn cũng khá là lâu nhưng mà chỉ được nhiều cá đây anh là ít. Rồi bây giờ mình sẽ đi chỗ khác anh Hiếu hả? Ở đây là cái clip rõ ràng nhất để chứng minh rằng là anh Hiếu không có gọng cá nha mọi người. Tại vì anh Hiếu lúc nãy thì lặn ở ngay chỗ cây nước đằng kia. Đó bây giờ hai mấy anh em sẽ chuyển xuống ngay chỗ này. Chỗ này thì mọi người biết thì không có vớn gì hết đúng không? Thì chỗ này nó sẽ là nơi chứng minh thực tế nhất, là câu trả lời thỏa đáng nhất cho mọi người biết được. Đó cái gọng ở đằng kia thì cái gọng bây giờ là đổ cá ra ở đây rồi nè. Thì bây giờ cái gọng đằng kia đó anh cũng là một cái gọng không. Bây giờ anh sẽ tiếp tục lặn thôi. Trời này cũng bắt đầu chuyển mưa rồi. Ở đằng này, chỗ này sâu mấy mét nước anh Hiếu? 3 mét đúng không? À giống như một kình ngư ánh viên. Ủa lặn bị vậy ngoài kia luôn. Nhưng mà bây giờ chừng nào mà anh Hiếu lặn xuống dưới thì mình sẽ tắt máy. Đó. Giữa sông luôn chứ không phải là chuyện đơn giản đâu nha. Thấy gì nguy hiểm ghê trời. Tốt. Thấy gì nguy hiểm quá. Tại vì nhằm khi mà anh nổi lên đó cốp. Nhưng khi mà lúc mà anh nổi lên mà ngay cái chân vịt đó, ngay cái chân vịt mà của cái máy thì phải nói là cực kỳ nguy hiểm luôn. Lo ở đây lo dập dờn mà nếu vô không hay luôn. Có không anh? Nhiều không? Chỗ này trời quá sóng anh Hiếu ha. Chỗ này nó không lý tưởng không? Có chỗ nào gần lý tưởng không? Đây nè. Ít hơn nãy hả? Ồ, có cá lưỡi trâu luôn. Thơm. Ồ. Có con cá là thần bơn. Con cá. Ơi sao nó hết vậy? Hết cứng nhắc hả? Nó hết gì không? Ôi hết. Ê! Xài lắm, khó có sống không? Có con cá thần bơn. Đâu rồi nó? Tao để em bắt. Ở trên xuồng bắt còn không được nữa. Con cá này ơi hay trời. Nó nhớt quá.
Ôi sao bắt được hay vậy? Ở dưới nó hết cát vậy không hả? Ừ. Ôi hay quá luôn. Nói chung là nó chui vô đây à. Bao nhiêu là cũng vui rồi. Mà thầy cô bác anh chị thấy sống nè. Trời ơi. Nơi gớm à. Thử quay hôm nay để chủ yếu là thử cái bình hơi nè. Ê, cái máy mới mua nè. Thấy nước nó tràn vô ghê. Trời, nguy hiểm quá. Trời. Trời, nguy hiểm gì hả? Không lưỡi búa không nữa. Cảm ơn cô bác với anh chị đã xem video clip đến thời điểm này nha. Bùi Hồ lần nữa xin thay mặt anh Hiếu xin chân thành cảm ơn chị bé Việt Kiều Úc đã gửi cho anh Hiếu số tiền là 3 triệu đồng để anh có thể trang bị được cho mình một cái bình hơi với lại một cái máy lạnh. Cái bình hơi với lại một cái máy chạy. Quá ghê, sống hôm nay quá dữ rồi.